cho tụi em thần thánh. Anh đi vẫn còn không bắt được không? Vệ sinh hết cho chắc ăn. Chất cái màng này đúng không? Mẹ em nó. Bình yếu suy nghĩ. Hãy uống nhiều thuốc quá không ra được.
Đứt mẹ điện rồi, để biết ông nào để cho ngắn nhất. Ông đấy nắm con ở gần đấy, con bên trên con dài nhất. Con đây dài nhất đúng không? Anh ở bên này. Đây gì? Chị bắt ông nhầm nhầy nguy hiểm. Đây rồi đấy. Đấy không sao, không nhận đấy, sợ tôi vào kính. Kính cho ít gì đó. Nhưng mình vẫn nhẹ nhẹ rồi nhỉ. Hiểu, không ảnh hưởng. Cho cái phút tẩy điện. Xây cho quá. Nước ạ? Em thấy nó có ít nước. Em thấy con này nó bảo là đang gọi là sập nguồn thì khả năng nước vào ấy. Bảo là đi học ấy. Bán cái gì anh Quân? Bán vàng. Mua giá nhập vào thì cứ tính công trừ đi 100.000 hoặc là 150.000. Mà chị Hòa kinh doanh vàng bên kia nghe cứ đùng đỉnh mà ấy phết nhỉ. Hay anh Quân chuyển sang bán vàng. Làm ở trên trên chỗ đoạn ở chỗ Trường Bắc ấy, họ vừa bán điện thoại họ vừa bán vàng anh Quân. Không, cửa hàng nó làm riêng ấy, nó ngăn đôi ra mà. Nhưng vẫn là một chủ. Đây đúng rồi. Nếu mà vừa bán điện thoại nhé, vừa bán vàng nhé. Chứ bán không? Em tin rằng là cửa hàng vàng sẽ thơm đây không? Có. Tại vì khách vào cửa hàng điện thoại với tiện tiện là... Là mua luôn. Mua luôn. Tại vì cái năm anh dọn cửa hàng sang bên nhà chị Hòa bán nhờ hôm năm sửa quán ấy. Sửa sang đến mấy tháng ấy. Không được nhiều nhưng mà nó sẽ có khách. Mà hai bên nó trao đổi cho nhau khách. Thằng ấy ra bán vàng, thấy quán điện thoại sang luôn. Mẹ, vừa bán vàng nhà này sang bán rẻ. Anh thấy có trường hợp tôi biết to nhỉ. Ông bà kiểu có cháu, định mua cho cháu cái lọ kia tiện đi sửa điện thoại, thấy có ấy mua luôn cho cháu. Thường ra bảo bố trí đi vào cửa hàng vàng mua cho cháu thì nghe khó khăn. Thank you.
nhà ông đấy làm ăn cũng được. Trên đấy cái đợt mà nó đỉnh điểm ấy, ngày ông ấy kiếm 3 triệu. Toàn bán máy tàu rồi. Lãi suất siêu khủng. Ở trên đấy thì cũng có khả năng một ngày không bán được. Nhưng ở trên đấy nhà của ông đấy rồi đỡ hơn. Mấy cái đợt dân bản mà nó không có máy điện thoại bắt đầu đi mua ở đồng thôi rồi luôn. Đồng không khác gì đổi mới điện thoại cảm ứng ở đây. Từ điện thoại đen trắng sang cảm ứng. Thấy luôn này được giống năm nữa dạ. Lại quả đại pháp. Thấy luôn cháu chưa thấy nó khó hơn đấy. Yeah.
mấy cái nhựa chắc bỏ ra dính được nhỉ, cắt cái nhựa đi nó dính được nhỉ, mấy cái nhựa găm vào trong. Cái ông già mà hay bảo mình chỉnh sửa gì, cái hay cầm cái máy vào thì thấy không đấy. Đang hết pin anh. Em nhớ rồi, 2020. Con này thay cảm ứng này anh Quân, nó chân chào. Mấy bốn hai hai
Nút 5 với nút 6 giống nhau.
tím này em thay không nhỉ? Nói mà em thay mình cái cát này quá chứ nguồn để anh xem nó có ấy, tỏ ấn thì được rồi nhưng mà nó bị chạy. Đây là cũ thấy còn lắm, cũ sáu đã thay đâu chưa thay đâu. Anh tưởng họ em thay cái cáp nguồn này cho con tuần lúc cáp sạc này. Em lấy cái lúc này ra nó. Cái này là cáp xịn này. Nó dùng được rồi. Tưởng nó học, tưởng nó chưa. 2 tháng này. Cao lại, cao thủ. Cao thủ xoáy vào sợ rơi ấp ra ấy. Cao thủ cao thủ. Kiểu ra nhưng mà sao chết mà lại mất mạng thì triệu đi triệu không phải tiền mình không phải tiền mấy nhưng mà tiền về sau là cùng mình đúng không anh tưởng thế là không được. Ồ sao chặn được biết là không chặn được nhưng mà chơi đâu rồi anh? Bỏ xa nhà yên tĩnh.